Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng cao về khu hệ linh trưởng. Theo phân loại của Group, thú linh trưởng Việt Nam gồm 24 loài và phân loài, thuộc 03 họ đó là họ Culi, Loridae, họ Khỉ, Cercopithecidae, và họ Vượn, Hylobatidae. Trong đó có rất nhiều loài đặc hữu như vọc mông trắng, Trachypidecus delacouri, vọc cát bà, Trachypidecus poliocephalus, trà vá chân xám, Pichetheris cinerea, và vượn đen hải nam, Nomastil nasutus. Ngoài sự đa dạng về loài, Việt Nam cũng là quốc gia có số loài linh trưởng đặc hữu cao nhất thế giới, ngoại trừ vài quốc gia có sự đa dạng và mức độ đặc hữu cao một cách đặc biệt như Brazil, Indonesia và Madagascar. Và trong chương trình này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trong những loài đặc hữu chỉ có ở Việt Nam, đó là vọc mũi hếch, Rhinopithecus avunculus. Vọc mũi hếch là loài linh trưởng cực hiếm trên thế giới. Những năm nước ta được biết đến là nơi duy nhất có sự tồn tại và phát triển của loài vọc mũi hếch này. Đây là loài linh trưởng có tên khoa học là Rhinopithecus avunculus, và là một trong số 25 loài linh trưởng quý hiếm và nguy cấp của thế giới, hiện nay chỉ có duy nhất ở Việt Nam. Chúng phân bố chủ yếu ở các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Yên Bái, Cao Bằng. Với bản tính nhút nhát, vọc mũi hếch thường sống trên tần cây cao, rất ít khi vóp xuống đất. Nếu buộc phải di chuyển, chúng sẽ di chuyển rất khéo léo, với đặc điểm bộ lông màu nâu đen, lông trên đầu và quanh mặt màu trắng nhạt, không có màu lông trên đỉnh đầu, vùng bụng, mắt, chi trước và chi sau có màu trắng nhờ, màng lông trắng này kéo chùm ra phía bên ngoài khuỷu tay. Con đầu đàn có nhiệm vụ cảnh giới và bảo vệ, khi phát hiện nguy hiểm chúng sẽ kêu báo hiệu cho đàn thoát hiểm. Kẻ thù chủ yếu của chúng ngoài thiên nhiên là các loài thú cỡ lớn. Loài này có chừa vào tháng 11 đến tháng 12. Từ tháng 3 đến tháng 6 thường thấy con cái mang con non trước ngực. Chúng thường kiếm ăn từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Thức ăn của chúng gồm hoa nghiến, nõn lá, vải rừng, dâu da, vải rừng. Gia đình của loài khỉ này có mức sống rất chuẩn mực. Bố mẹ rất chăm lo cho vọc, đặc biệt là khi chúng phải sống ở khu vực thời tiết rất khắc nghiệt. Thực tế hiện nay, nhờ nỗ lực của các cơ quan chức năng mà các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ, quản lý khu vực sinh sống của vọc mũi hếch đã thuyên giảm đáng kể trong những năm vừa qua. Các hoạt động săn bắn, sử dụng và buôn bán đã không còn. Người dân và các nhà khoa học đã phát hiện thêm một vài cá thể vọc mũi hếch non và đang trưởng thành ở những đàn vọc mũi hếch tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh vọc mũi hếch sinh sống. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng để bảo vệ loài vọc mũi hếch, thì công tác tổ chức tuyên truyền cho người dân giao nộp súng săn, vật liệu nổ cũng như bẫy động vật hoang dã cũng được đẩy mạnh. Vọc mũi hếch, loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới, đã và đang hồi sinh bởi quyết tâm bảo tồn của mỗi chúng ta. Để có được những thành quả như trên, Việt Nam đã trải qua một chặng đường dài xây dựng kế hoạch hành động quốc gia kịp thời và tổng thể, trong đó tập trung vào các giải pháp, xây dựng khung pháp lý thống nhất và chế tài xử lý nghiêm khắc các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ, buôn bán trái phép, quy hoạch hệ thống các vườn quốc gia, khu bảo tồn, trong đó ưu tiên cho các khu bảo tồn thú linh trưởng. Song song với đó là ưu tiên đầu tư cho các nghiên cứu khoa học, trong đó ưu tiên đặt hàng các nghiên cứu về phân bố, tập tính, bảo tồn, xây dựng các vùng cấm các hoạt động con người nhằm đảm bảo nơi sống cho các loài linh trưởng. Ngoài ra, hiện nay Việt Nam cũng đang xây dựng một cơ chế tài chính bền vững từ nhiều nguồn viện trợ của nước ngoài cho bảo tồn các loài thú linh trưởng.